Trong phát ngôn tại buổi họp báo mới nhất, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, các cơ quan chức năng Tây Ban Nha đang thu thập thông tin, chứng cứ để điều tra hai người Việt bị bắt ở đảo America cuối tháng trước. Hai công dân Việt Nam này trong điều kiện sức khỏe bình thường và được hỗ trợ pháp lý theo quy định. Khi nạn nhân trình báo bị tấn công tình dục, cảnh sát Tây Ban Nha sẽ thu thập chứng cứ, khởi đầu cho quy trình tố tụng có thể kéo dài nhiều năm. Cảnh sát Maloka xác nhận hai người Việt sinh năm 1980 và 1984 bị bắt với cáo buộc tấn công tình dục. Chia sẻ với VN Express, luật sư Maria de Rosario Diaz, thành viên Hiệp hội luật sư thủ đô Madrid cho biết, bất kỳ người nước ngoài nào vi phạm pháp luật tại Tây Ban Nha sẽ bị điều tra xét xử như công dân nước này. Theo bản hướng dẫn công dân khai báo khi bị tấn công tình dục ở Tây Ban Nha, được Bộ Ngoại giao Anh đăng trên website, cảnh sát hoặc lực lượng phòng vệ Tây Ban Nha là những đơn vị tiếp nhận trình báo tố cáo về hành vi tấn công tình dục. Sau khi nạn nhân được lấy lời khai và kiểm tra y tế, cảnh sát sẽ chuyển thông tin mà họ thu thập được tới điều tra tại tòa án ở khu vực tương ứng. Nạn nhân có thể được yêu cầu tới tòa này để xác nhận lời khai trước thẩm phán và công tố viên, sau đó có thể rời khỏi Tây Ban Nha. Các nghi phạm khi bị cảnh sát bắt sẽ phải ra trước tòa điều tra trong vòng 72 giờ. Thẩm phán điều tra và công tố viên sẽ quyết định tiếp tục tạm giữ hoặc cho nghi phạm tại ngoại để chờ mở rộng điều tra. Họ có thể ra lệnh trả tự do cho người bị cáo buộc nếu xác định không đủ bằng chứng chứng minh hành vi tấn công tình dục. Theo luật sư Diaz, trong trường hợp được tại ngoại chờ điều tra, nghi phạm có thể bị thu hộ chiếu, cấm xuất cảnh, các biện pháp hạn chế này có hiệu lực liên tục cho đến khi xét xử. Quá trình này có thể mất đến 1 đến 3 năm hoặc nhiều hơn thế. Bên cạnh đó, họ cũng phải hầu tòa mỗi tuần hoặc 15 ngày một lần. Thẩm phán có thể điều chỉnh những biện pháp này. Trong quá trình tòa điều tra phụ trách vụ án, cảnh sát phải chuyển mọi thông tin mà họ thu thập được tới thẩm phán và công tố viên. Trong quá trình này, nạn nhân có thể làm đơn bãi nại và vụ án khép lại. Xong, ngay cả khi nạn nhân rút cáo buộc, công tố viên vẫn có thể thúc đẩy vụ án nếu cho rằng điều này phục vụ lợi ích cộng đồng. Vào cuối giai đoạn điều tra, khi tất cả báo cáo, lời khai cần thiết được thu thập đầy đủ, thẩm phán và công tố viên phụ trách sẽ quyết định có đưa vụ án ra xét xử hay không. Nếu họ xác định có đủ bằng chứng để xét xử, vụ án sẽ được chuyển đến tòa án địa phương do ba thẩm phán chủ tọa. Theo bản hướng dẫn từ Bộ Ngoại giao Anh, quy trình xét xử ở Tây Ban Nha có thể kéo dài nhiều năm. Thời gian xét xử phụ thuộc vào mức độ phức tạp của vụ án. Nếu thẩm phán tuyên không có tội, người bị cáo buộc sẽ được tha bổng tại tòa nhưng công tố viên có thể sẽ kháng cáo. Trong trường hợp này, người bị cáo buộc chưa được phép rời Tây Ban Nha trước khi tòa phúc thẩm ra phán quyết. Nếu bị tuyên có tội, bị cáo sẽ phải chịu các hình phạt theo quy định của Bộ Luật Hình sự Tây Ban Nha đối với hành vi tấn công tình dục. Theo quy định tại Điều 178 Bộ Luật Hình sự Tây Ban Nha, bất cứ ai xâm phạm quyền tự do tình dục của người khác bằng vũ lục hoặc đe dọa sẽ bị kết tội tấn công tình dục với mức án từ 1 đến 4 năm tù. Trong trường hợp sử dụng bạo lực hoặc vũ khí nguy hiểm, hai người trở lên tham gia gây án, nạn nhân dễ bị tổn thương hay lợi dụng mối quan hệ họ hàng, bị cáo có thể bị kết án 12 đến 15 năm tù theo điều 180 bộ luật này. Nếu bị cáo không có hành vi bạo lực hoặc đe dọa nhưng quan hệ tình dục mà không có sự đồng thuận của nạn nhân sẽ bị kết tội lạm dụng tình dục với mức án 1 đến 3 năm tù hoặc phạt tiền. Vào hồi tháng 5, Hạ viện Tây Ban Nha vừa thông qua dự luật về tội danh tấn công tình dục. Đây là một luật mới mang tên Only yes means yes. Với ý nghĩa chỉ đồng ý mới nghĩa là đồng ý. Trong đó, coi sự đồng thuận là yếu tố quyết định trong các vụ tấn công tình dục. Với dự luật này, nạn nhân không còn phải chứng minh mình bị bạo hành hoặc đe dọa. Dự luật xác định sự đồng ý là yếu tố thể hiện rõ ràng ý chí của một người. Trong khi im lặng và thụ động không có nghĩa là đồng ý. Quan hệ tình dục không đồng thuận có thể bị coi là tấn công tình dục và phải chịu án tù tối đa 15 năm. Dự luật sẽ cần được thượng viện Tây Ban Nha thông qua trước khi trở thành luật. Hiện nay, đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha vẫn tiếp tục theo dõi vụ việc, sẵn sàng triển khai các biện pháp hỗ trợ công dân theo đúng các quy định của pháp luật sở tại cũng như của Việt Nam cung cấp thông tin về vụ việc hai công dân Việt Nam bị bắt ở Tây Ban Nha với cáo buộc xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi và xâm phạm quyền riêng tư. Bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã nhận được thông báo từ cảnh sát của nước sở tại. Đại sứ quán đã khẩn trương bước đầu triển khai các biện pháp bảo hộ công dân. Cũng theo đại sứ quán, các cơ quan chức năng của Tây Ban Nha vẫn đang trong quá trình thu thập thông tin và chứng cứ phục vụ công tác điều tra vụ án. Hai công dân Việt Nam trong vụ việc hiện có sức khỏe bình thường và được hỗ trợ pháp lý theo đúng quy định. Bà Hằng nhấn mạnh, thông tin về vụ việc cụ thể này cũng như những vụ việc liên quan đến công tác bảo hộ công dân sẽ được Bộ Ngoại giao cung cấp theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Trước đó, Nhật báo Majuka Tây Ban Nha đưa tin, hai nghị sĩ nổi tiếng của Việt Nam đã bị lực lượng bảo vệ dân sự Guardia Civil của Tây Ban Nha bắt giữ vào ngày 25 tháng 6 vừa qua, với cáo buộc cưỡng hiếp một cô gái Anh 17 tuổi. Theo nguồn tin trên, một diễn viên và một nhạc sĩ người Việt ở độ tuổi 37 và 42 đã phải ra tòa vào ngày 28 tháng 6 với cáo buộc tấn công tình dục. Hiện, họ đã được tại ngoại nhưng bị cấm rời khỏi đảo trong khi chờ nhà chức trách điều tra. Nạn nhân đã ra làm chứng trước tòa xác nhận những gì cô đã khai với cảnh sát trước đó. thank mm -hmm. you